Không có người hoặc địa điểm nào được miễn nhiễm khỏi thiên tai hoặc tổn thất liên quan đến thiên tai, dịch bệnh truyền nhiễm, hành vi khủng bố, bất ổn xã hội hoặc khủng hoảng tài chính và các mối nguy hiểm tự nhiên khác có thể dẫn đến hậu quả quy mô lớn cho quốc gia và cộng đồng. Do đó, các cộng đồng và quốc gia phải đối mặt với những lựa chọn về tài chính, xã hội, văn hóa, môi trường và về những cách tốt nhất để đảm bảo an ninh cơ bản và chất lượng cuộc sống để chống lại các mối nguy hiểm, các cuộc tấn công có chủ ý và thiên tai. Một cách để giảm thiểu tác động của thiên tai hay các vấn đề tiêu cực, các khủng hoảng đối với quốc gia và cộng đồng đó là đầu tư vào việc khả năng phục hồi. Vậy khả năng phục hồi là gì? Chúng ta có thể hiểu khả năng phục hồi là khả năng chuẩn bị và lập kế hoạch, hấp thụ, phục hồi, thích ứng thành công hơn đối với các sự kiện bất lợi. Khả năng phục hồi đề cập đến khả năng không chỉ của một cá nhân, một nhóm, một cộng đồng, mà có thể là của một quốc gia, dân tộc để đối phó với căng thẳng, vượt qua nghịch cảnh hoặc thích nghi một cách tích cực để thay đổi. Khả năng phục hồi là một quá trình có thể thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian. Nhưng với khả năng phục hồi của mỗi cá nhân, quốc gia sẽ giúp giảm thiểu gánh nặng xã hội và kinh tế mà cá nhân, cộng đồng quốc gia đó sẽ phải nhận lấy. Bạn đã sẵn sàng để resilient chưa?